Xin chào đại gia đình Văn Lang. Thiên Phú rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong số bản tin tuần Văn Lang News số 65. Ở chuyên mục Chuyển động Văn Lang tuần này, Thiên Phú sẽ chia sẻ cho các bạn những thông tin về đời sống sinh viên, các sự kiện nổi bật của Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Hãy cùng Thiên Phú đến với tin tức đầu tiên nha. Tiếp nối tuần lễ áo dài Văn Lang nhân ngày kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tuần vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức chuỗi hoạt động dành cho cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường nhằm ôn lại truyền thống và tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam. Ngày 23 tháng 10 năm 2022 vừa qua, chuỗi hoạt động tại khu du lịch Bình Quế 1 đã đem đến cho cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường Đại học Văn Lang một môi trường tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa niềm vui, sự sẻ chia, đồng thời động viên khả năng sáng tạo, phát triển tinh thần giỏi việc trường, đảm việc nhà của mỗi nữ công đoàn viên. Qua chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa lần này, Văn Lang News hy vọng mọi người luôn giữ trong mình những nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ngày 21 tháng 10 năm 2022, đoàn sinh viên đến từ trường Đại học Khoa học Ứng dụng Avon, Hà Lan đã có dịp đến thăm và trao đổi học thuật tại cơ sở chính trường Đại học Văn Lang. Với chủ đề Vietnamese and Dutch Approaches to Sustainable City Development, buổi trao đổi xoay quanh các phương pháp hướng đến một thành phố phát triển bền vững thông qua ba chủ đề chính: nền kinh tế tuần hoàn trong việc quản trị chất thải rắn, tình trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam và sự thích nghi của kiến trúc dưới tình trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Hai đơn vị đã chia sẻ những vấn đề môi trường gây nhức nhối của các nước trên thế giới đang phải đối mặt, hướng đến mục tiêu trở thành những trường đại học có thể áp dụng khoa học, các phương pháp bền vững vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố hôm nay. Ngày 24 tháng 10 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Trường Đại học Ứng dụng Khoa học và Nghệ thuật Lucerne, Thụy Sĩ, tổ chức hội thảo về chương trình thạc sĩ ngành Information Technology, Digitalization and Sustainability. Theo đó, sinh viên Văn Lang tham gia học tập chương trình thạc sĩ các nhóm ngành trên được hỗ trợ các chính sách như học phí, chi phí lưu trú, chính sách văn hóa xã hội dành cho sinh viên ngoại quốc. Văn Lang News tin rằng đây sẽ là cơ hội tốt để các bạn sinh viên tiếp cận gần hơn với xu hướng thế giới, mở ra nhiều cơ hội việc làm sau này. Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Khoa Công nghệ ô tô Trường Đại học Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác cùng đại diện Đại học Grasse, Université de Bretagne Occidentale, Pháp. Tại buổi ký kết MOU, hai đơn vị mong muốn hướng đến những mục tiêu chung, tiếp cận thực tế thị trường bằng việc trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai đơn vị, hợp tác nghiên cứu khoa học, tham gia hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và các dự án giữa hai trường đại học. Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Khoa Xã hội và Nhân văn đón tiếp ban lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm, trao đổi và giao lưu cùng sinh viên ngành Đông Phương học Trường Đại học Văn Lang. Buổi gặp gỡ là cơ hội để sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học được tiếp cận, lắng nghe những chia sẻ đến từ đại diện tập đoàn OSB, công ty Akane và công ty Behop. Các bạn sinh viên được tìm hiểu về cơ hội du học Nhật Bản, cơ hội việc làm, trải nghiệm văn hóa, phong tục tập quán tại địa phương và các chính sách hỗ trợ du học sinh hiện có. Mong rằng những chia sẻ đến từ đại diện doanh nghiệp giúp các bạn vững bước hơn trên con đường sự nghiệp sau này và giữ niềm đam mê với đất nước mặt trời mọc. Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đón tiếp Hội đồng Quản trị Đại học bang Illinois, Hoa Kỳ đến thăm và ký kết thỏa thuận hợp tác. Tại buổi gặp gỡ, hai đơn vị đã cùng nhau thảo luận về việc phát triển các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy và kết hợp tổ chức các chương trình trao đổi giảng viên, nhân viên và sinh viên, hướng đến mục tiêu quốc tế hóa và mang đến cơ hội trải nghiệm thực tiễn cho người học. Buổi gặp gỡ và thảo luận ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Văn Lang và Đại học Illinois. Hy vọng trong tương lai, sự hợp tác này sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển toàn diện hơn cho sinh viên Văn Lang. Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức hội thảo định hướng nghề nghiệp dành cho các bạn sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Văn Lang. Là đơn vị có mối quan hệ thân thiết với nhiều tổ chức doanh nghiệp uy tín, Khoa Tài chính Ngân hàng thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo gặp gỡ lãnh đạo cấp cao, tạo cơ hội cho sinh viên có những góc nhìn đa chiều, thiết thực về thế giới nghề nghiệp, mở rộng cánh cửa thực tập trong tương lai. Dưới sự chia sẻ từ các chuyên gia, cố vấn trong lĩnh vực, các bạn sinh viên đã hiểu rõ hơn về nghề nghiệp và nắm bắt nhanh được những biến đổi của xu thế thị trường lao động. Ngày 22 tháng 10 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế đã tổ chức buổi Orientation Day lần thứ 2 dành cho 15 bạn tân sinh viên theo học chương trình cử nhân quốc tế của Viện.
Buổi gặp mặt giúp các bạn tân sinh viên làm quen với môi trường mới, gặp gỡ với các thầy cô để hiểu hơn về môi trường học tập tại Viện Đào tạo Quốc tế, kết nối với những người bạn sẽ đồng hành cùng mình trong những năm học sắp tới. Xuyên suốt buổi sinh hoạt, các bạn sinh viên được tìm hiểu về các chương trình liên kết quốc tế, tổng quan về lộ trình học tập, quy chế, kế hoạch đào tạo cũng như các hoạt động dành cho sinh viên. Valen News chúc các bạn có những năm tháng học tập thật tốt trong môi trường mơ ước nha! Tuần qua, Khoa Dược, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông và Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang tổ chức chuỗi chương trình chào đón tân sinh viên khóa 28 với nhiều hoạt động thú vị. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào mỗi đầu năm học, giúp các bạn tân sinh viên làm quen, gắn kết với nhau, đánh dấu sự khởi đầu cho năm học mới, cũng như khẳng định vai trò, định hướng đào tạo và những mục tiêu của tập thể giảng viên, sinh viên các khóa trước khi bước vào năm học 2022-2023. Chúc tất cả các bạn tân sinh viên khóa 28 có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công với những mong ước của mình trong hành trình phía trước nha! SCGB Packaging Speak Cao 2022 là cuộc thi thiết kế bao bì được tổ chức bởi tập đoàn SCGB Thái Lan. Sau gần 2 tháng tranh tài, sinh viên khóa 26 ngành thiết kế đồ họa Trường Đại học Văn Lang đã xuất sắc có 7 tác phẩm góp mặt vào top 10 của vòng chung kết và chinh phục các giải thưởng, một giải nhất, một giải nhì, một giải khuyến khích và 4 tác phẩm có mặt trong top 10. Các sản phẩm được đánh giá không chỉ chú trọng yếu tố mỹ thuật mà còn mang ý tưởng dễ tái chế và nâng cao giá trị đồ tái chế, hướng đến việc bảo vệ môi trường. Chúc mừng một mùa giải thành công của thầy trò khoa mỹ thuật và thiết kế nha! Ngày 24 tháng 10 năm 2022, cuộc thi Architecture and Culture Award for Vietnamese Students do Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng với công ty Trung Liêm tổ chức đã tìm ra quán quân chung cuộc. Lấy biểu tượng thái cực làm ý niệm hình thành thiết kế, đội thi gồm 5 sinh viên: Nguyễn Minh Trí, Võ Duy Khương, Trần Ngọc Nhân, Phạm Thị Quỳnh và La Tuyết Nhi đã xuất sắc giành giải nhất. Trong khuôn khổ buổi lễ trao giải, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Văn Lang đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Trung Liêm Hàn Quốc. Trường Đại học Văn Lang và công ty Trung Liêm Hàn Quốc sẽ triển khai và xúc tiến các hoạt động, giao lưu gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, giúp sinh viên hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp và văn hóa Hàn Quốc, định hướng nghề nghiệp tương lai, giao lưu với các học giả, chuyên gia, CEO người Hàn Quốc và các chuyên đề mà sinh viên quan tâm, tổ chức và tài trợ cho cuộc thi thiết kế kiến trúc của sinh viên Văn Lang. Ngày 30 tháng 10 năm 2022, lễ hội khai giảng Trường Đại học Văn Lang được tổ chức tại hội trường Trịnh Công Sơn và sân vận động Hoa Lư. Ở chuyên mục Tiêu điểm Văn Lang tuần này, mời các bạn theo chân các út cưng khóa 28 khám phá những hoạt động thú vị tại lễ hội khai giảng năm nay nha! Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang vui mừng tổ chức lễ hội khai giảng chào đón tân sinh viên khóa 28 tại hội trường Trịnh Công Sơn và sân vận động Hoa Lư. Khóa sinh viên thứ 28 gia nhập Văn Lang với 66 ngành đào tạo đại học, thuộc 7 nhóm lĩnh vực, kinh doanh và quản lý, xã hội nhân văn, du lịch, kiến trúc, nghệ thuật, kỹ thuật công nghệ và khoa học sức khỏe. Tại lễ khai giảng diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 10, Trường Đại học Văn Lang đã trao 11 suất học bổng tài năng trị giá 100% học phí toàn khóa, 20 suất học bổng tài năng trị giá 50% học phí toàn khóa, 299 suất học bổng tân sinh viên xuất sắc trị giá 100% học phí học kỳ đầu tiên, 27 suất học bổng độc hành trị giá 100% học phí học kỳ đầu tiên dành cho tất cả sinh viên được tuyển thẳng, và 7 suất học bổng Going Global cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường đã phối hợp với 10 doanh nghiệp uy tín trao tặng các suất học bổng có tổng giá trị lên đến 1,8 tỷ đồng cho tân sinh viên Văn Lang. Tại hội nghị khai giảng diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 10, các bạn tân sinh viên Văn Lang đã quẩy cuồng nhiệt tại sân vận động Hoa Lư với các hoạt động, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi vận động, giao lưu văn nghệ cùng các nghệ sĩ ST Sơn Thạch, MTV Bang, DJ King Lady và ca sĩ Đông Nhi. Đêm hội khép lại với bao cảm xúc, kỷ niệm. Có lẽ đây sẽ là phần ký ức không thể quên trong mỗi bạn sinh viên có mặt trong ngày hội. Chúc toàn thể tân sinh viên khóa 28 sẽ giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, cháy hết mình với đam mê, ngành nghề mình đã chọn và mong rằng khi tốt nghiệp bạn sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình nha!